Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây ạ. Thì Tết Nhâm Dần sắp tới thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác, vì tại là gần Tết thì nhu cầu mua sắm các bộ đính thờ hay các bộ phụ kiện thờ rất được nhiều bác quan tâm. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác về khi mà mình mua một bộ đính thờ hay mua phụ kiện thờ, các bác phải biết được cái chất liệu đồng, cái thứ hai là kích thước, cái thứ ba là các bác biết được cái giá thành, và cái thứ tư các bác nhận biết được là cái bộ đính thờ này là hàng thủ công hay là hàng có sử dụng máy móc. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ hết cho các bác về cái nội dung này. Vì tại là sắp Tết thì sắp tới thì nhu cầu mua cực kỳ nhiều. Các bác đang quan tâm cái bộ đỉnh thờ làm sao cho phù hợp với không gian thờ nhà mình đúng không ạ? Đối với cái những bộ như bộ 60 thì sẽ phù hợp với cái kích thước ban thờ là 1m97 x 97, hoặc là bộ 50 thì sẽ phù hợp với bàn thờ là kích thước là 1m30 x 1x80. Đấy là tùy theo cái kích thước nhé. Các bác lưu ý này, khi mua một bộ đỉnh thờ thì các bác hãy quan tâm đến cái thứ nhất là kích thước, làm sao cho cái bộ đỉnh thờ nó hài hòa được trên không gian thờ nhà mình, đừng có để chật quá hay đừng có để rộng quá. Chính vì vậy các bác hãy nên hỏi những người mà tư vấn cho các bác ấy, để có được một cái không gian thờ nó phù hợp với ban thờ nhà mình. Và cái thứ hai cũng rất nhiều bác quan tâm rồi, cũng hỏi em bảo là nếu anh bây giờ anh mua một bộ đỉnh thờ thì anh nên mua loại nào và chất liệu đồng như thế nào có thể tốt, và chất liệu nào và phù hợp với lại túi tiền của anh nữa. Thì em hôm nay em cũng chia sẻ với các bác là như thế này. Đối với những mặt hàng như là mặt hàng bình dân thì thường thường ấy, các bác biết những mặt hàng bình dân thì có thể sử dụng máy móc, thì tại là những cái bộ này sẽ được máy móc hỗ trợ nên là cái vấn đề làm ra các bộ đỉnh này nó sẽ ít đi về hạn chế về thời gian làm bộ đỉnh này, nên là bộ giá thành của bộ hàng bình dân sẽ là rẻ hơn so với bộ hàng thủ công. Và hàng thủ công thì sao là giá thành nó lại cao đến như vậy? Hàng thủ công bên em thì các bác biết rồi là hàng toàn là chất liệu là đồng đỏ và đồng cát tút, và hai chất liệu này là một trong những hai chất liệu đồng là cực kỳ hiếm, và đặc điểm quan trọng nhất là cái bộ này là làm hoàn toàn thủ công, đều bằng tay các nghệ nhân và được đúc bằng khuôn đất, nên là cái công đoạn làm cực kỳ lâu. Và vì sao các bác thấy được cái vấn đề lâu của các bộ đỉnh đồng cát tốt như đồng đỏ, vì sao mà lâu ạ? Lâu vì các nghệ nhân phải dùng hoàn toàn bằng tay đục đẽo và khắc chạm những đường nét nó tinh xảo và cực kỳ sắc nét. Và hôm nay em cũng có chia sẻ cho các bác để cách nhận biết được sơ qua, vì nhiều video trước em cũng cho các bác xem các video của em làm rồi, nhưng hôm nay vì sắp Tết để được các bác mua những cái mặt hàng đúng chuẩn chất liệu, chuẩn mặt hàng và cái sản phẩm mà mình đáng bỏ tiền ra để mua các bộ đỉnh thờ, thì hôm nay em sẽ chia sẻ rõ cho các bác xem hàng thủ công và hàng có sử dụng máy móc nó có sự khác biệt lớn như thế nào, để các bác nhận biết rõ hơn chút nữa. Thì hôm nay em sẽ quay cho bác xem về cái hai cái mẫu đỉnh đây là em đang làm để cho các bác xem để hiểu rõ được. Đây các bác xem này, đối với cái những cái mặt hàng cao cấp như là đồng cát tút, đồng vỏ đạn ấy, thì các bác nhìn này, các đặc điểm của bộ thủ công là nó được đúc liền. Cái con nghê này này, các bác nhìn cái con nghê này này là được đúc liền. Và bên trong này, các bác nhìn bên trong này, nó sần sùi chứ nó không được sử dụng máy móc. Đấy các bác nhìn này, nó cực kỳ sần sùi và cực kỳ dày. Nên là cái giá trị của những bộ đỉnh cao cấp này nó sẽ có sự khác bọt. Đây các bác nhìn bên trong này, tai mây được đúc liền này. Và xung quanh này cũng cực kỳ sần sùi và không được mài nhẵn. Nó sần sùi. Và cái đặc điểm quan trọng nhất của bộ đỉnh là không những là đúc liền và các họa tiết hoa văn nó cũng có sự khác biệt cực kỳ lớn luôn so với các bộ đỉnh phổ thông khác. Các bác nhìn này, các đường nét này được đục đẽo. Và các bác bảo là vì sao mà mình có thể đục đẽo những họa tiết mà sắc nét được như thế này, thì em cũng chia sẻ với các bác là các những bác thợ làm nhà em khoảng có kinh nghiệm dày dặn cực kỳ lâu năm đấy, để mà làm được cái bộ đỉnh này ấy phải tiêu tốn thời gian khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi để có thể được làm được những cái đường tiết hoa văn như thế này. Và mỗi một bộ đỉnh thờ thì bên em chỉ một bác thợ làm, và chính bác ấy là người phải chịu trách nhiệm về một bộ đỉnh thờ này đúc chọn bộ luôn, nên là cái đường nét nó rất đều tay, đều tay. Các bác nhìn này, từng cái vân này nó đều tay như thế này đấy ạ.
Và ngoài ra nữa thì cái bộ mà hàng thủ công hay là hàng bình dân như là hàng này có sử dụng máy móc, nhưng mà về cái giá trị của các bộ đỉnh thờ ấy nó tương đối là giống nhau, vì tại hàng bên em là hàng chuẩn chất liệu đồng. Đây là cái bộ đồng vàng màu hun nâu giá cổ. Vì sao em bảo là màu hun nâu giá cổ mà các bác lại bảo là sao mình không để màu cho nó vàng hẳn đi mà để màu hun nâu giá cổ làm gì, thì em cũng chia sẻ cho các bác như thế này. Màu hun nâu giá cổ ấy để nó làm nổi bật lên những cái họa tiết, như là họa tiết những cái đường đường đồng này, những vết đồng này này, họa tiết đồng này làm cho nổi bật cái bộ đỉnh hơn. Và màu hun nâu giá cổ này làm cho không gian thờ nhà mình ấm cúng hơn. Và vì sao em nói là hàng này là có sử dụng máy móc hỗ trợ? Vì đây các bác xem này, bên trong của cái bộ đỉnh này là cái nắp mà các bác thấy được mài nhẵn mịn, rất nhẵn mịn nha các bác nhá. Còn bên trong của cái lư đỉnh này cũng được mài nhẵn luôn. Đấy, cái này là các bác dễ phân biệt được cái bộ đỉnh nào là bộ đỉnh hàng cao cấp và bộ đỉnh nào là bộ đỉnh bình dân. Và vì sao bên xưởng em đã phân phối ra hai bộ đỉnh là bộ đỉnh hàng cao cấp và bộ đỉnh bình dân, để làm sao cho hài hòa với không gian thờ và phù hợp với những gia đình các bác có nhu cầu là cũng muốn mua một bộ đỉnh thờ nhưng mà hạn chế về việc tài chính, thì bên em đã giới thiệu cho các bác hai cái mẫu này. Hai cái mẫu này là một hàng cao cấp hay là hàng bình dân. Thì có bác nào ấy mà muốn quan tâm, muốn mua cho mình một bộ đỉnh thờ hàng chuẩn chất liệu về mẫu mã và kích thước bàn thờ sao cho phù hợp, thì cứ để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với số hotline 0836173950 để được em tư vấn tất cả các những mặt hàng cao cấp bên em và những mặt hàng bình dân bên em. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.